mình có tiền thì mình đi mổ mình mới sống được. Ví dụ mà bị nặng quá thì phải chuyển ra tuyến tỉnh. Nói làm đi khám thì em phải nói lại thì khối u hả? Nhà bác sĩ cũng có nói sơ sơ nha. Bác sĩ kêu mổ luôn hả? Dạ cô nói cho con nghe đi cô. Cô nói cho con nghe. Khối u. Nói chung là tình trạng bây giờ là bác sĩ đã kêu ra tuyến tỉnh để mổ như cả nhà. Chú ơi sao chú sợ không có tiền hay là chú sợ sao? Không có tiền. Không có tiền. Không có tiền. Không có thể gán làm sao mà gán được? Giờ đau quá chừng mà. Thì hiện tại bây giờ là bác sĩ cũng đã kêu mổ rồi nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ phải mổ thì phải chuyển ra tuyến tỉnh. Hiện tại bây giờ chú cũng không có tiền luôn. Hồi nào cô phòng cô nằm kế bên cô cũng nói với Mẫn. Hồi nãy là chú cũng không nói luôn á. Chú là chú giấu luôn á. Nhưng mà nhờ cô nói thôi mà cũng không biết là chú bị như vậy luôn á. Chú ơi, con biết là chú nghèo thì vậy cho mà mình còn hai đứa nhỏ nữa. Dạ Mẫn mến chào quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì hiện tại Mẫn đang ở ấp Nam Hải, xã Long Thạnh, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Thì ở trong xóm nhỏ này cả nhà là Mẫn thấy là có chừng 5-6 hộ gia đình gì đó. Nhưng mà trong đây có một hộ gia đình đặc biệt là khó khăn luôn, là gia đình của chú Danh Hẹn và cô Thị Khuôn. Bây giờ cả nhà hãy cùng Mẫn vào trong tìm hiểu xem gia đình này đặc biệt khó khăn như thế nào nha. Thì Mẫn đi Mẫn có một phần quà nhỏ gửi cho gia đình nha cả nhà. Ôi mà không được, đợi Mẫn xíu. Tại vì hôm qua Mẫn có đi vô hết một lần rồi. Ở trong đây là xình nha cả nhà. Xình dữ lắm, xình luôn. Cái chỗ Mẫn đang đứng, cái chỗ Mẫn đang đứng dài thẳng lên trên đó là người ta đổ đá mạt. Còn lại là xình dữ lắm. Rồi cả nhà đi với Mẫn nha. Rồi mình đi mình né xình ra. Dạ cứ đi đại đi rồi vô chẳng rửa giò sao. Quá trời. Cái này trời mưa là chạy xe không nổi đâu. Ở bên kia sông thì có một dãy nhà nha cả nhà. Người ta đậu xe ở bên đây. Sao người ta không làm đường nữa ta? Hay là ít nhà quá người ta không làm trời. Chứ mà trời mưa là đi không nổi luôn á. Cái đôi dép. Cái đôi dép này nó trơn quá. Nó trơn quá trời luôn. Đi mới đụng chút xíu xình là đi nó trơn dữ dằn luôn. Còn dữ nữa. Đóng tiền miễn phí. Ban đầu tưởng đâu là
tiền viện phí là 2 triệu tại vì chú bị bệnh. Tưởng đâu tiền viện phí 2 triệu ai cũng hết hồn. Ai ngờ đâu mới vô đóng 200 ngàn tại vì có bảo hiểm, chú có bảo hiểm là hộ cận nghèo á. Đóng có 200 ngàn là mừng quá chừng luôn. Hiện tại thì vợ chú thì khờ nha cả nhà. Bị khờ. Cho nên là không có chăm chú được. Chăm chú là có một em trai, một người con trai, hai người con trai nhưng mà người con trai 19 tuổi chăm sóc chú. Còn bé con trai kia thì cũng bị khờ luôn nha cả nhà. Cái đoạn này là xinh dữ lắm nha cả nhà. Thì tới luôn này nha cả nhà. Không có chỗ rồi. Đây. Cái đường vô này đá tùm tình nè. Xinh quá. Cái này gửi giò ở đâu ta? Mẫn tới nhà rồi cả nhà. Bây giờ cái mấy cô chú anh chị cùng Mẫn vào thăm nhà của cô nha. Gì? Mưa nó bạc là đếm không hả? Nhà mình thì nhà tình thương nha cả nhà. Cái nhà này có cũng lâu lắm rồi nha cả nhà. Ở trong thì hiện tại là trống, không có gì hết. Nói chung là trong nhà trống luôn, như lỡ rồi đi. Đúng không? Một phòng ha. Mưa gió nha. Nói chung là nhà là trống không có gì hết. Giờ để cả nhà cùng Mẫn đây trước hỏi thăm cô nha. Mẹ cô ơi, hồi đó có gì nhà cô là sao ta? Ở đâu cô ngồi đây đi, ngồi đứng con nè. Cô ngồi đứng con nè. Thì cô là sao của em bạn dâu, em bạn dâu, mà cái này là chị dâu em dâu hả? Thứ tư, cô thứ bảy nữa hả? Dạ. Thì đây là cô Thị Khuôn nha cả nhà. Thì hình như vẫn giới thiệu hồi nãy là cô ở ấp Năng Hải, xã Long Thạnh, huyện Dòng Đèn, tỉnh Kiên Giang. Thì hôm qua con có xuống nha. Thì hôm qua vẫn xuống á, thì chú cũng là vừa mới đi cấp cứu luôn nha cả nhà. Thì hôm qua thì do là chú mới đi cấp cứu cho nên là Mẫn chưa hỏi kỹ bệnh tình của chú. Thì bây giờ là hôm qua đã nhập viện rồi. Vậy cô cho con hay là chú bị gì hả cô? Ổng bị ỉa. Ổng ỉa rồi ổng ỉa hoài vậy á. Nói chung là ổng ăn ở trên là ổng ỉa, dưới nó chảy ở dưới. Là từ trên vô là nó đi thẳng xuống dưới. Xuống dưới. Không có thông qua cái gì, không có giữ lại, không giữ lại được. Là nó chảy hoài. Thì vậy là bệnh hoài. Dạ. Vậy là bên bác sĩ người ta nói mình bệnh. Cái bệnh hiện tại là gì ta? Chưa, hôm qua đi bệnh viện nhưng mà bác sĩ chưa nói. Nhưng người ta đang theo dõi. Bác sĩ chưa nói đang theo dõi. Bây giờ nó như còn yếu quá. Chỗ bị còn đêm mình lại mình đến. Vì thuốc uống như sáng thì cô cho con hỏi là con bị kiến của mình là gì hả cô? Đi dặm lúa mướn không biết được nói. Trời ơi, dặm lúa mướn cũng không biết nói cho việc nó đi dặm lúa mướn. Cả nhà cũng thông cảm cho Mẫn nha, tại vì cô màu quá nhưng mà không hiểu. Tại vì do là Mẫn biết là cô cũng hơi bị khó nói cho nên là Mẫn cũng có nhờ em dâu của cô. Vậy là hàng ngày là cô dặm lúa mướn. Dặm lúa mướn mà có bữa á người ta nhầm khi em bả dặm cũng như bả dặm cũng như người ta bả dặm gì à. Nhầm người người ta nghĩ tình ta mướn cho và nhầm người ta nghĩ tình lâu lâu mới dặm được ngày, với nói chung là vậy đó. Nói chung là quả
hoài á. Nói chung là cô không có khả năng để đi làm là do là cô có vấn đề, thì cả nhà nhìn Mẫn cũng không thể nói nhiều được. Cả nhà nhìn cả nhà sẽ hiểu, do đó là người ta không muốn cô luôn. Thương tình lắm á, thì mới muốn cô dặm một bữa hai bữa thôi, nhưng mà người ta cũng không dám muốn, tại vì cô làm không được việc, không chạy việc. Đúng rồi, đúng rồi, không chạy việc. Vậy là còn chú phát bệnh lâu chưa con? Đến năm rồi, đến năm rồi ha. Mắc bệnh cả năm rồi đó, rồi không có tiền á, rồi cứ mua thuốc uống ở nhà qua lo qua mất gì đó. Mua thuốc đi dặm lúa, mua thuốc rồi cho à, con nghe nói rằng là cô có hai người con trai, vậy đứa lớn là bao nhiêu đó con? Đứa lớn mình nhiêu tuổi mình? 18. Còn nhỏ thì 17. Thằng bé lớn cũng đi làm luôn ha. Rồi, có hai đứa. Hai đứa nha. Nhỏ nhỏ chưa có làm được đâu. Ờ có con đứa lớn có hai à. Cũng nghe nói là bé cũng hơi khờ khờ. Ờ bé khờ khờ, nó làm nó đi học mi nó nghỉ nó. Có làm gì đâu. Vậy là hai bé là không, nói chung là ở trong nhà bốn người mà chỉ làm giờ có một người thôi. Thôi là bé 19 tuổi. Là bé 19 tuổi đó là chỉ làm có một người thôi. Nuôi hết gia đình, hết gia đình luôn. Đúng rồi. Gánh cho hết gia đình, gánh hết gia đình luôn á. Thì do là con trai nhỏ của chú là cũng bị khờ luôn nha cả nhà. Cho nên là chú thì đổ bệnh lâu quá, cho nên là kinh tế gia đình đều nhờ vào người con trai lớn. Con trai lớn thì chỉ có 19 tuổi thôi à. Giờ nếu mà đi xa mừng quá thì ở nhà là mẹ cũng không thể nào mà lo cho được. Tại vì mở nghe nói rằng là cô lấy thuốc cho chú uống không được. Là thuốc bác sĩ, ví dụ như thuốc đi khám mua từng viên có sẵn, nhưng mà cô không biết cặm, cô không biết cặm vô luôn rồi. Cậu sợ nó lộng thuốc, dạ, sao lộng thuốc bất khờ lắm, mà không biết gì chân á. Này con thấy rồi, mắt con nhìn rõ không ta? Không có chú Bảy ơi. Trời nắng đi bỏ rồi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi ta? 50 rồi. Không nhớ tuổi luôn. Không nhớ tuổi luôn. 50 tuổi cọp. Ngày sáng nay mình ăn gì chưa? Ở bệnh viện ăn bún rồi. Ăn viện ăn bún rồi. Thì cái hoàn cảnh của cô á là cũng có người nhờ con, tại vì con là con ở túc bên kia con không có biết. Rồi xong rồi cái người ta nói con là chú thật sự là chú nghèo quá, rồi chú không, do là chú bệnh nặng nhưng mà chú không có tiền để đi bị bệnh á, rồi ở nhà cứ cô đi dặm lúa hay là bé gửi tiền cho thì cứ mua thuốc uống hàng chừng thôi. Mua thuốc đó, cho nên là hiện tại thì bệnh của chú đã trở nặng rồi. Thì con nghe cái chị kia nói rằng là sao là thì chắc là hình như nghe nói cũng có khối u gì đó ha, khối u trong ruột, khối u trong ruột rồi. Mình sợ nó bể ra đi dọc ỉa dịnh dịnh ra máu. Hiện tại bây giờ chú đang nhập viện. Đang nghe nó ỉa giờ dịnh ra máu. Ra máu luôn. Ra máu. Mẫn nghe nói là chú bây giờ chú rất là ốm luôn nha. Ốm xương không à. Bác sĩ này coi như ổng kỹ như điểm buồn thức sáng đêm với ổng. Cậu quá. Bây giờ như là cái cậu nhà ổng cứ dạng mà bây giờ ổng bệnh giống như là mình chưa biết ổng sao đó, ổng nặng quá. Nặng quá. Rồi ốm nhôm vậy đó, còn xương không vậy đó. Đúng rồi, ổng cảm đau, ổng la rồi. Hồi đó bác sĩ có nói rằng là canh chừng, phải canh chừng 24 luôn ha. Canh chừng. Vậy là hồi tối là cô cũng có lên trận với chú ha. Tâm chừng không, trời mưa á, ổng ngồi cậu nghiêng quên gì nè. Cái cậu đó một nhất thì đạo. Nói chung là ổng đi là ổng đi muốn hết nổi. Đi thì được dạo gì, từ từ mình dẫn từ từ đi thôi. Ổng còn đi được nhưng mà ổng bị dạo, ổng đi sao được, đi cái chừng ngón quá. Ốm quá. Đau lắm cô. Đi đụng cái mình mà đụng mạnh lắm cũng đau. Trời thương quá. Cái đồ hai cái đồ cô Vân cũng muốn đi uống. Hai mẹ còn uống. Là ổng không bệnh á thì ổng cứ làm tối ngày, nó ngay đi ai mướn gì cũng làm lấy à, dặm lúa nhổ cỏ gì á. Rồi ổng làm, ổng cũng đâu có làm chuyện nặng nổi đâu. Cũng như ai mướn nhổ cỏ, dặm lúa vậy chứ xịt thuốc đồ ổng ít có xịt đó. Thu nhập. Nếu mà làm như vậy thì thu nhập quá bấp bênh luôn. Đó bấp bênh á, thì từ nhà ổng khổ lắm, bấp bênh lắm. Bà này thật thờ người ta nghĩ cho tội nghiệp, người ta mướn ngày, hai ngày thôi chứ nhầm người ta đâu có mướn đâu mà chậm đâu có được việc, người ta đâu có mướn đâu. Dạ. Cái gì? Hồi tối thì con cũng có nhắn tin với người anh đó là ở Mỹ. Trước hết bây giờ thì con sẽ gửi cho gia đình mình 1 triệu. Thì con biết số tiền này nó cũng rất là ít ỏi, nhưng mà con gửi trước 1 triệu để cho cô có thêm kinh phí lo cho chú ăn uống. Tại vì hộ gia đình của mình là hộ cận nghèo, cho nên là cũng đã có bảo hiểm của bảo hiểm cận nghèo. Bảo hiểm cận nghèo.
Cho nên là bây giờ chi phí thanh toán cho bệnh á thì đã có bảo hiểm lo. Bây giờ thì mình chỉ cần là tiền ăn, xoay sở, tiền đi nước nóng nước đồ mình cũng xin này kia. Dạ, đúng rồi. Dặn mới lên xin cơm từ thiện rồi mình ăn thêm vô gì đó. Vậy đó. Rồi bây giờ con sẽ gửi 1 triệu cho cô để cô lo tiền ăn hàng ngày trước. Rồi nhưng mà con cũng rất mong muốn là sau khi video này được đăng tải thì sẽ có nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân ở gần xa trong và ngoài nước thương tình hỗ trợ cho cô chú. Đây thật sự là thì mình thấy là rất là tội nghiệp luôn á. Thấy cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ lát nữa thì Mẫn sẽ theo bé trai đi lên bệnh viện để mà gặp trực tiếp chú luôn nha quý quý cô chú anh chị. Là để thấy tận mắt chú luôn. Vậy tôi cũng thay mặt mấy cô thành quân rồi đó, thấy hoàn cảnh này quá trời khổ rồi. Cô nào giúp được giúp rồi cũng mang ơn mấy cô rất nhiều. Chứ giờ khổ quá, hoàn cảnh này quá trời khổ đó, bà khổ quá trời khổ rồi. Giữ ra đây để cho số tiền đó mình mua lặt vặt này kia. Thì đây là số tiền của anh Vũ Hoàng. Cái này là con trích trước, là con trích trước 1 triệu để gửi cho cô lo tiền ăn uống cho chú đó, để cho mình ở bệnh viện mình cũng thông thả hơn xíu. Thì cũng rất lòng nhiều cô nha. Rồi con hy vọng là nếu mà cô chú anh chị Mận Thường Quân mà có hỗ trợ thì đợt sau con sẽ đến con gửi. Dạ. Rồi cảm ơn cô em, cảm ơn. Dạ không sao. Biết xài tiền. Tiền á biết xài nhưng mà tiền nó nhỏ ra trời thì nhiều quá là nó cầm quá nó nhiều chứ lộn biết sao lộn là con biết tiền nhiều cũng biết xài á. Nói chung là cô là tiền nhiều con cũng không biết xài nha cả nhà. Còn ít đổi cái đất tiền lẻ rồi á biết. Còn thiếu tiền bên hội là cầm dòm hoài đúng không? Nói chung dòm hoài sợ tới hồi lộn rồi dòm hoài đúng không? Cái tờ 20.000 á với cái tờ 500.000 á là nó dễ bị lộn lắm. Con cũng rất là sợ. Con một bảy năm con rồi thêm mặn rồi. Cảm ơn anh Vũ Hoàng vậy đó, giúp đỡ cho Vũ Hoàng á, anh giúp đỡ cho anh Triệu cũng cảm ơn nhiều. Thay mặt vậy đi thôi, mình cảm ơn dùm đi chứ bà khờ cũng không biết cái gì đâu. Dạ. Thì bây giờ là Mẫn sẽ theo em đi tới bệnh viện, cả nhà cùng theo chân Mẫn nha. Con cũng quên, cái này là phần quà riêng của con nha cô. Ây da, cái này là quà riêng của con là con gửi cô. Ví dụ như mà nắng mưa này thì mưa nhiều hơn rồi thì con cũng gửi cô. Cái này cũng không có gì hết, được nước mắm bột ngọt thôi à, những vật dụng mà những cái đồ ăn thiết yếu mà mình cần trong con bếp của mình á. Bây giờ thì con xin đi nha. Rồi, cảm ơn nha con. Cảm ơn nhiều. Vậy con đi. Bây giờ thì mọi sẽ đi đến bệnh viện để gặp chú nha cả nhà. Thank you.
chuyện nước biển này. Cái này là mình bị phụ luôn. Ở nhà không có rõ, không có lỗ luôn vậy. Tại nó còn mang dép, cái giọng xinh. Trong việc này, nó trời trên. Thì mình coi cái con xíu được không chứ? Mặt tả luôn á chứ. Là tự đi luôn. Mình không biết mình luôn hay sao. Khi khi mình có đang ngồi đi, thấy biết mình rồi đó. Sao mà chứ biết mình hay sao? Biết. Mẹ ngồi nè. Chú có nói với chú là hiện tại chú bị gì chưa? Không nghe bị chưa nghe nói. Dạ, bây giờ là phải nằm theo dõi. Giờ chú thấy trong mình chú sao mệt chú không chú? Còn sợ chú còn mệt. Ha. Đâu giờ thành mệt. Vậy là bây giờ là chỉ sợ theo dõi là bị gì thôi nha. Ví dụ mà bị nặng quá thì phải chuyển ra tuyến tỉnh. Nói khối u hả? Mà bác sĩ cũng có nói sơ sơ nha. Bác sĩ kêu mổ luôn hả? Dạ cô nói cho con nghe đi cô. Cô nói cho con nghe. Nghe có thể là nói bác sĩ khám ở mới lâu được khối u. Khối u. Như lại được giá lại bị nói chung là tình trạng bây giờ là bác sĩ đã kêu ra tuyến tỉnh để mổ như cả nhà. Chú ơi sao chú sợ không có tiền hay là chú sợ sao? Không có tiền. Làm sao mà gắn được? Giờ đau quá chừng mà. Mà khối u nó nguy hiểm lắm đó chứ. Là bác sĩ nói là cô cũng nghe hả? Là bị khối u ơi ha. Thì bác sĩ nói vậy. Thôi chết rồi, mỏng cũng quên nữa. Thì thường thường mấy cái tình trạng bệnh là bác sĩ sẽ không có nói với người bệnh đâu. Ôi trời. Chú ơi, ví dụ như mà có tiền để mình mổ thì mình mổ nha. Chị Thân, bây giờ anh diễn anh ta. Mấy cô, mấy chú nhà lại hướng dẫn thầy cũng mổ cho anh có tiền. Đó, chú có tiền chú đi mổ. Chị Thân có thì đi. Nói chung là bây giờ mình để đau thì chịu nổi. Để đau thì chịu nổi. Để đi kiếm tiền. Đúng rồi, giờ tôi không tiền. Mình làm hiểu. Thì hiện tại bây giờ là bác sĩ cũng đã cho mổ rồi nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ phải mổ thì phải chuyển ra tuyến tỉnh. Hiện tại bây giờ chú cũng không có tiền luôn. Hồi nào cô phòng cô nằm kế bên cô cũng nói với Mẫn. Hồi nãy là chú cũng không nói luôn á. Chú là chú giấu luôn á. Nhưng mà nhờ cô nói thôi, Mẫn cũng không biết là chú bị như vậy luôn á. Chú ơi, con biết là chú nghe thì vậy cho mình còn hai đứa nhỏ nữa. Giờ mong rằng quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sau cái video này của Mẫn thì sẽ giúp đỡ cho chú, để cho chú cũng có một số tiền nhỏ để cho chú đi mổ như cả nhà. Thì Mẫn nghĩ rằng là sẽ không, khoản tiền mổ nó không lớn đâu. Tại vì chú cũng đã có bảo hiểm rồi. Bây giờ chỉ cần làm giấy, chú đồng ý, mình có tiền, chú làm giấy chuyển viện ra ngoài thôi. Chuyển viện ra ngoài là bổ. Dạ đúng rồi. Dạ, có giảm, tại vì mình đang có bảo hiểm cận nghèo á. Còn như mình đi ngang thì ra ngoài nó hơi nhận. Dạ. Trời ơi, nhìn thấy đau lắm trời ơi. Phải lớn gì. Còn chú đi ra thôi. Tả nữa nè, mặt tả luôn á. Đi rồi. Đi nè, chú đi nè, đi nhiều lắm. Mà khối u đường ruột thì nó đi rồi đó. Cái giờ cái đầu hiện tại bàn giờ đang sưng nữa nè. Bàn giờ đang bị phù nữa. Thank you.
giống vết máu hết ra. Điểm hỗn thôi, thủy nó sắp chuyển hơi một biển. Sắp với thủy à. Thì hiện tại tình trạng bệnh của mình thì quý cô chú anh chị cũng đã biết rõ hơn rồi. Con cũng không hứa, con cũng không hứa rằng là sẽ hỗ trợ chúng được nhiều, nhưng mà con sẽ cố gắng thuyết phục quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để được hỗ trợ chú đi mổ nha. Nói gì chú đồng ý không? Chú nói được con không biết. Đồng ý không? Thôi, mình đi. Mình có tiền thì mình đi mổ mình mới sống được. Sợ không tiền. Tại vì đi ra tới tỉnh thì ai cũng sợ hết á. Ra ngoài là tiền nhiều lắm. Thì Mẫn cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thì trước đó thì Mẫn cũng xin cảm ơn anh Dũng Hoàng ở Mỹ đã kịp thời đã kịp thời gửi tiền để cho Mẫn tìm đến được gia đình của cô và gửi trao cho cô. Video sau thì Mẫn sẽ tổng kết mà số tiền của anh gửi tặng. Và mong rằng sẽ có nhiều quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân biết đến hoàn cảnh của mình, giúp đỡ mình. Chú ơi ghé lên nha. Chú ơi ghé lên. Mệt quá, mệt lắm rồi. Điện vô mình đi còn ngoài lúc không ngủ không? Chừng ngủ chưa có chút, để nó chạy đi lên. Hồi tối không ngủ luôn ha? Ngủ không được. Đi lên ngoài biến sẽ kiệt thích đó. Thì mẹ của chú vừa mới mất nha cả nhà. Mẹ của chú vừa mới mất cách đây vài ngày thôi á, lại chú là nhập viện luôn. Mẫn xin hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha.